Tập 22. Chúng ta không thể làm những người lính bị động chịu đòn và chẳng đầy lòng hăng hái được. Cũng không muốn mãi mãi là một nhánh bộ đội đấy hy sinh và tổn thất, phần lớn làm cái giá để đổi lấy thắng lợi. Mọi người đều thấy bia đá hổ thẹn rồi. Chúng ta không mong bi kịch tái diễn. Tuy đó chỉ là một trận diễn tập, nhưng mà đã khiến chúng ta kinh khủng và đau khổ hơn cả mất lợi thế trên chiến trường. Quân đội chúng ta đã không đánh trận mấy chục năm rồi. Các quân binh của chúng ta cũng hiếm khi biết mùi khói lửa chiến tranh bây giờ. Vì vậy, mời mọi người đến dạy bổ túc cho chúng tôi, chính là để chúng tôi hiểu được chiến tranh bây giờ là thế nào. Quân đội Trung Hoa sẽ đón nhận chiến tranh tương lai thế nào? Cho tôi à. Trung đội trưởng, chỉ uống nước thôi à? Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì rồi. Có. Nào, ăn đi. Cảm ơn. Ngon lắm. Từ từ ăn. Quốc đắc, đây là tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Nói chuyện với cậu. Lãnh đạo. Đây là thẻ lính của cậu ấy. Đi chội, cứ từ từ ăn. Bao đo. Tôi đã nói rồi mà, quân đội cộng sản ưu đãi tù binh. Cậu vừa làm lính phải không? 3 tháng rồi. Lữ đoàn sơn báo các cậu, sao lại chạy đến núi Ngô Thủ? Diễn tập ở đây đâu có phần các cậu. Chúng tôi bố trí Lâm quân giả. Chúng tôi mới là Lâm quân thật, Lâm quân chuyên nghiệp. Tôi bảo mà, vậy các cậu đi sai đường sao? Không thể nào. Chúng tôi đi bên theo bờ sông, nhóm đại đội trưởng qua núi từ bên phải, người chỉ đạo từ bên trái. Không sai đâu. Hai chúng ta quen nhau cũng là có duyên. Cậu muốn ăn gì nữa? Bia. Có không? Đi lấy bia cho đồng chí Quốc Đắc. Rõ. Vất vả rồi. Chú ý, một nhóm bộ đội Lam quân đánh dây từ đường chỏ bên sườn trái núi Ngô Thủ. Một nhóm khác đến từ sườn núi bên phải, lập tức tổ chức bao dây. Tiểu đội trưởng đã liên lạc một dòng, không ai mang bia cả. Chỉ có cái này. Xin lỗi đồng chí Quốc Đắc, thời gian diễn tập không thể uống rượu, nên không mang chai bia nào hết. Thế này đi, uống chai nước khoáng nhé. Vậy cũng hết cách rồi. Thế này cũng được. Cậu còn tình hình gì chưa nói không? Tình báo gì? Tiểu đoàn trưởng, anh định bẫy tôi để tôi bán đứng tổ chức à? Không có cửa đâu. Cùng lắm thì tôi không ăn nữa. Cậu biểu hiện rất tốt, cũng rất kiên cường. Đương nhiên, tôi chưa tham gia diễn tập bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên sao? Còn không phải à? Ban đầu còn thấy vui, thấy thú vị. Nhưng sau khi vào núi là tôi mơ hồ luôn. Không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc thì không nói. Ngay cả đồ ăn đồ uống cũng không có. Cuộc diễn tập này khổ hơn quay phim nhiều. Vậy sao? Còn không phải à? Anh không biết rồi. Khi chúng tôi ở trong đoàn phim, đám diễn viên đó ai ai cũng có trợ lý. Có trợ lý sao? Ngôi sao hạng A thật sự, một người có đến 3 trợ lý. Nhà dưới xe các anh có biết không? Gọi một tiếng là lái đến trường quay ngay. Những người đầy súng, có người bưng trà rót nước, có người lấy ghế, còn có người cầm kịch bản thoại với anh. Thấy thân, độc thoại,
Thế thân đánh võ, thế thân ánh sáng, rất nhiều. Cậu đang nói hoàng thượng giá đáo à? Hoàng thượng là gì chứ? Tôi chưa thấy bao giờ. Tôi nói là sao hạng A ấy. Đám ấy còn lớn hơn cả hoàng thượng. Nói với mấy người nhiều như vậy, mấy người cũng không hiểu. Tóm lại, thoải mái hơn diễn tập nhiều. Tôi nói các anh biết, tôi chỉ là một diễn viên võ tạm thời không có danh tiếng. Nhưng mà để trường quay cũng có nhân viên đưa nước nóng. Khí thế quá. Đâu như bây giờ ai cũng mặc kệ. Dứt tôi lại nơi rừng rú, nghĩ lại chẳng thấy sợ. Anh nói xem lỡ gặp phải sói thì sao? Nghe nói sói trên núi Ngưu Thủ này thích nhất là ăn tiểu thịt tươi. Hơn nữa còn ăn thịt không giả xương. Thật sao? Anh đang đùa tôi sao? Ở đây làm gì có sói gì chứ? Tôi nói cho anh biết, có sói thật tôi cũng không sợ. Cùng lắm là một trận quốc đắc đánh sói. Cậu nói là sói thế thân à? Anh hiểu hết à? Lữ đoàn trưởng của các cậu tên Hàn Băng phải không? Đúng vậy. Anh quen à? Đâu chỉ quen biết, đó là anh của tôi. Thật hay giả vậy? Không tin. Cậu xem đi. Hàn nổi. Thế nào, không sai chứ? Không sai. Giống tên một ca sĩ. Không phải. Anh trai ruột à? Chuyện đó không phải nói. Kỳ quái quá. Sao cậu lại chạy sang phía Tây vậy? Đó gọi là nghi binh. Anh biết nghi binh là gì không? Tôi chỉ nghe nói đến thạch trái cây thôi. Cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp. Hiểu rồi. Là cừu núi đang động. Anh thú vị quá. Anh lên làm tiểu đội trưởng kiểu gì vậy? Vậy nghi binh có nghĩa là giả vờ, làm lay động. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cả rồi. Tình báo cậu cung cấp tôi rất có giá trị. Thưởng thêm ít hoa quả nữa đi. Không phải. Khoan đã, tiểu đoàn trưởng. Tình báo gì? Ai cung cấp tình báo? Dạy xuống đi. Đến bộ phận đạo diễn nghỉ ngơi. Đã tìm rồi. Không có. Không có sao? Không có. Không tìm thấy. Không có. Chân cậu ấy còn bị thương. Có thể chạy đi đâu được chứ? Tiểu đội trưởng, dùng hệ thống định vị vệ tinh tìm đi. Không hay rồi. Quắc Đắc bị Hồng Quân bắt rồi. Bao, mau báo về sở chỉ huy. 301, 301, 309 gọi khẩn cấp. 301 nghe, mời báo cáo. Báo cáo 301, 309 có một con cừu bị sói bắt rồi. Rất có khả năng để lộ hành trình bầy cừu. 301 rõ, các cậu hãy chú ý an toàn. Đàn sói sẽ đến bất cứ lúc nào, rõ. Rút. Dân. Quắc Đắc, về thôi. Không phải. Về đâu? Diễn tập kết thúc rồi. Dựa theo quy định, chúng tôi thả tù binh. Không phải. Ý anh là cho tôi về lữ đoàn Sơn Báo sao? Phải. Tôi không về. Chỗ chúng tôi không giận kẻ phản bội. Ai là kẻ phản bội chứ? Còn cứng miệng. Màn biểu diễn của cậu đã được ghi lại hết rồi. Màn biểu diễn gì? Bộ phim nào thế? La 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 la.
Vừa nãy chúng ta vừa được xem màn diễn xuất tuyệt vời của Quốc Đắc. Mọi người hãy nói suy nghĩ và cảm tưởng của mình đi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Từ khi trung đội chúng ta, đại đội chúng ta, tiểu đoàn chúng ta, thậm chí là lữ đoàn chúng ta thành lập đến nay, chưa từng có trong lịch sử một lần duy nhất khiến người ta khắc ghi trong lòng. Thế này đi Quốc Đắc, cậu tự nói trước đi. Em không nói đâu. Dù sao cũng diễn hỏng rồi. Hỏng thế nào? Cậu nói đi. Trung đội trưởng, em lúc đó em thật sự vừa đói vừa mệt. Ai ngờ em trai lữ hàng trưởng tiếp cận em là để lấy tình báo. Đừng có giỡn giỡn. Ai là em trai lữ trưởng hàng chứ? Không phải là tiểu đoàn trưởng khi đãi sao? Không phải anh ấy cũng họ hàng sao? Được rồi, Quốc Đắc, chính vì cậu tiết lộ tình báo khiến hành động đánh lén của Lam quân hoàn toàn thất bại. Trung đội 1 và trung đội 2 gặp mai phục của Hồng quân, xích nữa thì bị tiêu diệt hoàn toàn. Em không biết, em đã xem video cảnh lúc nãy, em cảm thấy rất nhục nhã. Là một quân nhân mà coi thường kỷ luật, coi thường danh dự tập thể, thậm chí không thể biết liêm sĩ, khiến em rất kinh sợ. Em thấy Quốc Đắc không phải tiết lộ cơ mật, mà là bán đứng và phản bội. Cậu ta đã đánh mất đạo đức nghề nghiệp của một quân nhân, phải kỷ luật cứng rắn, đưa cậu ta đến tòa án quân sự. Này Quốc Đắc, tôi hỏi cậu, sao cậu lại đi làm lính? Rốt cuộc mục đích làm lính của cậu là gì? Nếu cậu cảm thấy làm lính đã thiệt thòi cho cậu, cậu nên lập tức rời khỏi. Tập thể chúng tôi tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái thứ tồi tệ, bôi đen quân kỳ, tham sống sợ chết như vậy. Được rồi. Tôi trước đây tôi rất sùng bái quân nhân, cũng cảm thấy mặc bộ quân trang này rất đẹp rất ngầu. Hơn nữa, nhất là sau khi bạn gái tôi làm lính, tôi không muốn bị cô ấy xem thường. Nhưng đánh chết tôi cũng không ngờ là cuộc sống trong quân đội mệt và khổ như vậy. Ban ngày phải huấn luyện, đêm còn phải tập hợp điểm danh, sáng còn phải chạy bền. Rõ ràng là có đường khô không đi, cứ phải xuống đầm lầy. Còn đủ loại điều hành điều lệ, thanh quy chế luật gì đó, tôi thật sự không chịu nổi. Thế này còn thảm hơn làm quần chúng, làm nhân viên hiện trường trong đoàn phim nhiều. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi bắt sai lầm, mang tính lựa chọn. Tôi đi sai đường rồi. Bộ quân trang này, mặc vào giả ngầu, làm bộ làm tịch còn được. Chứ làm lính thật là thật sự không phải chỉ con người làm. Vì vậy nên tôi xin các anh em, các cậu hãy đồng tình. Hiểu cho tôi có được không? Đô hèn. Phải. Tôi là đồ hèn giác, tôi thừa nhận. Tôi biết. Tất cả các cậu đều xem thường tôi. Cậu đi đi. Không ai cần cậu hết. Thích Hiện. Các chiến hữu, tôi xin các cậu, các cậu tha cho tôi đi. Bây giờ tôi thật sự không đi nổi nữa. Nhưng tôi đảm bảo, từ đây về sau tôi không gây chuyện nữa. Tôi cũng không ra ngoài làm xấu mặt nữa. Nhưng sau này mọi người tập luyện, diễn tập gì đó, đừng tính tôi vào. Tôi không tham gia nữa. Khó khăn lắm tôi mới chịu đựng được 6 tháng qua. Còn 1.5 năm nữa là tôi có thể cuốn gói ra đi rồi. Tôi xin các vị, mọi người hãy tha cho tôi. Cứ xem như không có con người này, có được không? Tôi xin mọi người. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trung đội trưởng, tôi nói mấy câu. Quốc Đắc bị bắt, tôi có trách nhiệm. Tôi là tiểu đội trưởng của cậu ấy. Cậu ấy là lính mới, vẫn chưa hiểu về kỷ luật và thưởng thức cho lắm. Lại là lần đầu tham gia diễn tập. Tôi không nên để cậu ấy trên đường một mình. Trong hành động, quở trách nhiều quan tâm ít. Ngoài ra còn có một điểm là mục tiêu làm lính của Quốc Đắc của chúng ta,
Chúng ta không nên lấy tư duy và tiêu chuẩn của mình để yêu cầu cậu ấy. Chúng ta đều đến từ khắp năm châu bốn bể. Chỉ cần vào tập thể này là chúng ta có trách nhiệm, không để bất cứ chiến hữu nào bị bỏ lại. Vẫn còn một năm rưỡi nữa. Tôi tin rằng sau một năm rưỡi này, quốc tác sẽ chấn chỉnh lại được. Tiểu đội chính nói rất đúng. Quốc tác, lời phê bình của mọi người khi nãy chưa chắc cậu có thể nghe hết. Nhưng có một câu của cậu tôi nghe lọt tai. Em đã nói gì? Cậu nói không muốn để bạn gái xem thường cậu. Không sai. Nếu không em đã không chịu khổ công cốc rồi. Em là fan trung thành của cô ấy. Đừng cười. Được rồi Quốc Đắc. Tuy thời điểm của cậu không cao, nhưng ít nhất cậu không muốn để bạn gái coi thường. Chúng ta cứ tiến về phía trước theo mục tiêu này. Vẫn còn một năm rưỡi để cô ấy xem trọng cậu, để cậu trở thành thần tượng cô ấy. Thế nào? Trung đội trưởng, em thích nghe lời này của anh. Chúng ta cùng cổ vũ cho Quốc Đắc nào. Quốc Đắc, cố lên. Quốc Đắc, cố lên. Màn trình bày của Quốc Đắc, màn trình diễn của Quốc Đắc khiến cho các chiến sĩ ở đó lần đầu ý thức được sự bình tĩnh và chân thành, không thấy hổ thẹn, cũng không thấy vinh dự. Không ai có thể nói rõ là thuộc về giá trị quan đào. Không ai biết là môn phái trong giang hồ. Nhưng những gì mà Quốc Đắc nói đều là những lời thật lòng. Chê bai bản thân, thẳng thừng không kiên kỵ, còn ác hơn bạn mắng cậu ấy. Muốn bóc phốt cũng thấy cạn lời hết ý. Biên sứ bộ, góc bên phải 30 độ, chú ý sự thay đổi của tốc độ gió, rõ. Quốc Đắc, Tưởng Lượng, Phó Lữ trưởng Hồng có bên đó không? Thủ trưởng ở bên trong. Có à? Có. Tôi tìm anh ấy nói vài câu. Được. Bài tiếp theo. Nhanh chóng tiêu diệt nhiều mục tiêu. 20 giây. Bắt đầu. Phó Lữ trưởng Hồng, cậu đến làm gì? Thường về nhà thăm hỏi. Bắn cầu thế? Hay. Làm gì vậy? Một phát ngoài kia, một phát không trúng chỗ quan trọng. Bắn chứ gì thế? Phó Lữ trưởng Hồng, lại lần nữa. Đừng giận. Đào ăn chút đồ ngọt đi. Đây là hàng Mỹ, dành riêng cho Lam Quân. Em để đây cho anh. Nghe nói gần đây cậu có chút tiến bộ. Đúng. Tiểu đội trưởng đã biểu dương hai lần. Gặp trung đội trưởng nhắc tên một lần. Cũng tạm thôi. Tìm tôi có việc sao? Phó Lữ trưởng Hồng, em muốn tìm giải giai nói mấy câu. Chỉ mấy câu thôi. Lát nữa em sẽ đi ngay.
Đợi bắn xong giống này đã. Phó lưu trưởng Hồng, em nghe nói trong đại đội chúng ta có vua bắn súng toàn quân. Tiểu đội trưởng của gãi chai, mau đi đi. Tốc độ, tốc độ. Toàn tiểu đội chú ý, bên dưới tiến hành luyện tập sử dụng súng. Gãy chai, là anh. Làm gì vậy? Là anh. Không thấy em đang luyện tập sao? Phó lữ trưởng Hồng phê chuẩn cho anh đến. Mấy phát súng vừa rồi bắn ngầu quá, thua xa tiểu đội trưởng bọn em. Anh ấy làm lính bao nhiêu năm rồi, hơn nữa còn là vua bắn súng. So với anh ấy làm gì? Nói em nghe một chuyện. Em xem, Tôn Chí Bằng tổ chức sinh nhật, gửi tin nhắn mời anh đi. Anh muốn mời em đi chung. Tôn Chí Bằng, ai vậy? Là A Mông siêu nổi tiếng bây giờ. Tên thật cậu ấy là Tôn Chí Bằng, sau đó đổi thành A Mông. Chính cậu ấy đã thay vai nam chính của anh, bây giờ nổi tiếng lắm luôn. Cậu ấy đích thân gửi tin nhắn mời anh đi. Anh có thể không đi sao? Vậy thì mau đi đi. Không phải, anh muốn mời em đi chung. Em nghĩ xem, cậu ấy đón sinh nhật, vậy thì chắc chắn các ngôi sao lớn, phóng viên đạo diễn nổi tiếng đều đến. Chúng ta đến đó, có thể quen được không ít người. Em không thấy hứng thú sao? Muốn đi anh đi một mình đi. Không phải, bên dưới tiến hành bài thứ ba, tập bắn. Anh đã xin nghỉ một ngày. Đại đội trưởng thấy gần đây anh biểu hiện tốt đã khen anh. Không phải, nếu em ngại xin nghỉ, anh sẽ giúp em. Đóng vậy. Vậy được rồi. Vậy thì anh, lần này anh đi một mình. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ chào hỏi cậu ấy thay em. Chào hỏi gì chứ, em cũng đâu quen anh ta. Anh đi đây. Đáng ghét. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Đứng dậy, đứng dậy nào. Được rồi các chị. Các chị nghe tôi nói đây. Hôm nay A Mông tôi chủ sĩ. Đủ rượu, đủ đồ ăn. Đừng dừng lại, hãy uống đi. Cứ uống liên tục. Đang
A Bông, xem tôi đưa ai đến này. Anh, cuối cùng các anh cũng đến rồi. Đi sang một bên. Sếp Kỳ, sếp Kỳ, đã lâu không gặp. Được, qua đây, qua đây. Đào Đào, tôi giới thiệu với cậu. Nhà đầu tư nổi tiếng, sếp Kỳ. Sếp Kỳ, bộ phim lần trước chính là anh ấy đầu tư. Chào anh, to lên rồi. Sếp Kỳ to lên rồi. Tôi cũng giới thiệu với mọi người một chút. Người anh em đẹp của tôi là bạn học cũ, Quắc Đắc. Ở cùng tôi 4 năm. Nếu cậu ấy mà không đi lính thì bây giờ cũng giống tôi, thành người có tiếng trong giới rồi. Vậy sao? Vậy sao? Chẳng giấu gì mọi người, ban đầu chính cậu ấy đã đề cử tôi. A Bông, sếp Kỳ, anh phải sắp xếp cho anh em của tôi một bộ phim đấy. Được thôi. Anh em của A Mông cũng chính là anh em của tôi. Chuyện này cứ để tôi lo. Chuyện nhỏ. Sếp Kỳ, nếu anh cho tôi cơ hội này, tôi đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng. Tôi xin cạn trước. Hôm nay sinh nhật A Mông, chúng ta hãy cùng uống đi. Không thành vấn đề. Đào, bao lên. Chúc A Mông sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Được. Cảm ơn. Cảm ơn các anh em. Đào, cạn. Tủ lượng rất tốt. A Mông, bọn tôi qua bên đó trước, vẫn còn chút việc. Tạm biệt, xin phép các vị. Được, tạm biệt. Mọi người ăn vui vẻ. Vậy thôi. Đi. Đào Đào Đào, Thanh Thanh và Bai Bai đều là người mẫu nổi tiếng. Bây giờ đều liều mình theo đuổi anh A Mông của tôi. Không phải hai người này cùng theo đuổi sao? Đâu chỉ có hai. Bây giờ anh Mông của chúng tôi trâu bò lắm. Biệt thự vừa xây xong, toàn bộ đều là phong cách Địa Trung Hải. Vừa đổi chiếc xe mới luôn. Xe gì? X6. Cậu ấy đào đâu ra nhiều tiền thế? Người anh em, bây giờ cậu không biết, mỗi tập anh em mong chúng tôi 40 rồi. Mỗi bộ phim là hơn 10 triệu. Dù đây vẫn chưa phải là lúc đỉnh nhất. Thật sự không ngờ. Đào, người anh em, vậy cậu là? Tôi bây giờ là trợ lý chủ tịch của anh Mông. Cậu ấy có cả trợ lý à? Chúng tôi là ban trợ lý. Chúng tôi phụ trách công việc tương đối toàn diện. Còn có một trợ lý sinh hoạt, cô Quắc. Một trợ lý đại từ, cô Lâm, là người phụ trách đọc và nhắc thoại ở trường quay. Còn có một tài xế kim bảo vệ. Thật sự không ngờ. Bảo bối, hai em sang bên đó ngồi trước đi. Anh đi nói chuyện với anh em của anh. Vậy em đi đây anh A Mông. Đừng nhớ chúng em đó nha. Đi đi. Quắc Đắc. Quắc Đắc. Bạn học cũ. Sinh nhật vui vẻ. Quắc Đắc, cậu có biết sao hôm nay tôi phải mời cậu đến không? Hai chúng ta là bạn cũ mà. Bạn học cũ. Bạn học cũ là cái thá gì? Bạn học cũ. Bạn học cũ nhiều lắm. Có ai từng cho tôi cơ hội chứ? A Mông, cậu, ngoài người anh em cậu đây, trong lòng tôi rõ như một tấm gương.
Thật đấy. Nếu khi ấy cậu đóng vai đây, người mời khách ở đây hôm nay chắc chắn là cậu. Thật đấy, người anh em. Tôi cảm ơn cậu. Tôi thật sự cảm ơn cậu. A Bông, được rồi, tôi kính cậu. Tôi kính cậu. Đâu? Đâu? Đợi một lát. Hôm nay sinh nhật tôi, cậu phải uống rượu chứ. Trong đội có quy định, cậu đừng có diện cớ này với tôi. Cậu không uống rượu, cậu đến làm gì? Có ý nghĩa gì? Không phải tôi nói với cậu chứ, người anh em. Cậu đi làm lính gì chứ? Ra quay phim tốt biết mấy. Tôi bây giờ mỗi năm ít nhất 4 bộ phim. Bao nhiêu tiền cậu biết không? 60 triệu. 60 triệu một năm. Cậu làm đến 8 kiếp có thu nhập này không? Đâu, uống rượu đi đã. Một câu nói, cậu làm nam chính hay nam phụ trong một bộ phim? A Mông tôi nói là được. A Mông, người anh em, tôi uống. Thời gian trôi cảnh thay đổi, cậu phải nắm cho chắc. Mông Mông, chị nhớ cậu quá. Chị, em cũng nhớ chị. Chị biết không, chị cũng khiến em đêm ngủ không yên. Chuyện nhỏ, Tham mưu Dương, thủ trưởng họp xong sẽ đến ngay. Đây là kế hoạch huấn luyện hè của các anh, lục quân chiến khu đã phê chuẩn rồi. Vậy sao, thủ trưởng thật sự nhanh quá. Hiệu suất làm việc của cơ quan cao, động tác của chúng ta không theo kịp thì không nói được. Phó lữ trưởng Hồng, nghe nói mấy lần bắn đạn thật vào bia gần đây, đặc chiến lữ đoàn Sơn Báo có mấy người có đặc điểm cao. Ai nói với anh vậy? Tôi cũng vừa nghe nói, không phải anh chứ giấu không báo sao? Tôi cảm thấy thành tích bắn ra trong nhà không thể tính được, hoàn cảnh quen thuộc quá. Lá khi nào động đậy, gió cấp mấy các đội viên đều rất rõ ràng. Thật ra như vậy không tốt lắm. Thời gian dài, họ chỉ quen với khí áp, độ ẩm. Và từ trường ở một địa khu, có thay đổi một cái, có khi mấy ngày cũng không tìm được cảm giác. Tôi nghĩ đến đợt huấn luyện hè, đưa họ đến khu vực mới và hoàn cảnh mới, bắn mấy vòng, kết hợp huấn luyện bài tập mới trong tình huống đột phát, thì thành tích bắn ra khi ấy mới là thật. Đang được thích ứng với hoàn cảnh kém, luôn là điểm yếu trong huấn luyện bộ đội của chúng ta. Phải, đợt đột kích hải báo của lính Mỹ gần như có thể triển khai tác chiến ở mọi lúc tại bất cứ nơi nào trên trái đất. Đây chắc chắn là phương hướng cố gắng của chúng ta. Vậy nên tôi cho rằng đợt huấn luyện hè này của chúng ta kéo xa hơn, kiểm nghiệm toàn diện kết quả huấn luyện mấy tháng nay. Cô cậu có ý kiến gì cứ nói thẳng đi. Tham mưu trưởng, thủ trưởng, bọn em có thể đổi địa điểm tập huấn hè không? Các cậu muốn đến đâu? Căn cứ núi Đại Trình, 1.500 km. Được. Thế này, cô cậu lập tức báo phương án thực thi lên. Xem ra dự toán quân sự và phương pháp đảm bảo vẫn phải điều chỉnh. Không sao, bọn em đã có dự án rồi. Hành động nhanh quá. Chuyện vừa mới nói đến, sao cô cậu đã có dự án rồi? Chuẩn bị trước luôn, đúng mà. Cô cậu đã có dự án rồi thì báo dự án lên cho tôi xem thử. Chiều sẽ bảo tham mưu trưởng Hách đích danh đưa đến. Thủ trưởng còn chỉ thị nào không? Đợi cô cậu báo dự án lên rồi nói. Về chuẩn bị trước đi. Rõ. Chính quỹ Đồng ở lại một chút. Rõ.
Đậu Phi, ngồi đi. Đậu Phi, đợt huấn luyện mùa hè này cô không cần đi đâu. Tại sao? Núi Đại Trình khí hậu đóng bức, điều kiện sống rất kém. Cô là nữ đồng chí. Tôi là chính quỹ của lữ đoàn Sơn Báo. Điều kiện càng gian khó, tôi càng không thể rời khỏi bộ đội. Không thể vì chính quỹ của lữ đoàn Sơn Báo là nữ mà dẫn ra sự quan tâm đặc biệt được. Đây không phải quan tâm đặc biệt, là cấp trên sắp xếp. Tôi nghe nói hai người định có thêm một đứa con nữa. Đây là Hàn Băng đã nói với anh sao? Đây là chuyện tốt. Quốc gia đã có chính sách này, hai người là phù hợp điều kiện, cũng có dự định này, thì phải nắm chắc lấy. Không thể không suy nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình. Cô luôn theo đuổi sự hoàn hảo về mặt công việc, yêu cầu nghiêm khắc, lại có năng lực tổ chức rất mạnh. Đây là điểm khác biệt giữa cô và các giáo sư nhân viên khác, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến chúng tôi điều cô từ bên quan hệ quốc tế qua đây. Hơn nữa, cô và Hàn Băng trong công tác xây dựng lữ đoàn Sơn Báo cũng đã phối hợp với nhau rất tốt. Thủ trưởng lục quân chiến khu rất hài lòng công việc của cô. Cá nhân tôi cảm thấy thật ra công việc và nhu cầu cá nhân không hề mâu thuẫn. Tôi nghĩ công việc ở lữ đoàn Sơn Báo phức tạp hơn các bộ đội khác một chút. Nhiều lính mới, nhiều bài tập nguy hiểm cao, nhiệm vụ huấn luyện đặng, nhất là lần này cũng là lần đầu tiên đến căn cứ núi Đại Trình. Với chúng tôi mà nói là một khu vực mới. Bây giờ tôi rời khỏi bộ đội thì không hay cho lắm. Hay là thế này, sau khi kết thúc đợt huấn luyện hè, tôi xin nghỉ phép. Cô nói cũng có lý. Tôi nghĩ nếu phái thêm một cán bộ đến tạm thời thay thế cô có được không? E là không được. Đương nhiên, năng lực làm việc của đồng chí mới đến chắc chắn sẽ mạnh hơn tôi. Không, nhưng chưa chắc người đó đã hiểu lữ đoàn Sơn Báo bằng tôi. Đợi người ấy đến làm quen với lữ đoàn Sơn Báo, cuộc tập huấn mùa hè cũng kết thúc rồi, chỉ bằng tôi kiên trì thêm. Được rồi, nhưng tôi có một yêu cầu với cô. Thủ trưởng nói đi. Chuyện về mặt công tác chính trị cô nói là được rồi. Những chuyện khác, chuyện chạy giặt, cứ để người khác đi làm. Huấn luyện diễn tập thì đừng tham gia. Được, tôi đồng ý. Vậy thì chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn thủ trưởng. Uống chút rượu đi. Lấy khăn đắp cho cậu ấy đi. Tiểu đội trưởng Lưu Hiểu, rốt cuộc cậu ấy đã uống bao nhiêu rượu vậy? Ai biết đâu, tối hôm qua khi cổng cậu ấy từ thao trường đã không nói câu nào hết. Sáng nay cũng không dậy nổi. Kéo cậu ấy lên thì chưa kịp mặc quần áo đã nôn rồi. Anh gửi thử đi, người đồng đặc mùi rượu. Sao để hạn chế nghiêm khắc chỉ ra ngoài của Quắc Đắc? Vừa có tí tiến bộ ra ngoài cái là tiêu tùng luôn. Cũng không biết đã qua lại với hạng người dớ dẫn nào ngoài xã hội nữa. Chuyện này cậu ấy có nói chuyện là Amon bạn cậu ấy đón sinh nhật. Ngôi sao nổi tiếng Amon, cậu ấy và Amon đó là bạn học cùng lớp đại học, quan hệ cũng rất tốt. Sau khi xin nghỉ cậu ta không nói, chỉ nói là tụ tập bạn bè. Amon cũng là một diễn viên rất khá. Vai cậu ta diễn là vai gì? Rất trượng nghĩa, phải. Ở đây, nhân viên y tế Quốc Đắc phạm chi uống rượu đã vi phạm quy định về nghiêm cấm uống rượu trong các bữa tiệc của quân quỹ, tạo ảnh hưởng xấu, bôi đen danh dự của mình và đơn vị mình. Thông qua quyết định nghiên cứu của đảng quỹ lữ đoàn đã xử phạt hành chính cảnh báo. Tiểu đội trưởng, đây rõ ràng là ngộ độc rượu, đưa đến phòng y tế truyền nước đã. Khiên đi đi. Thích Hiện giúp với. Từ từ thôi. Từ từ. Phần đầu. Được, từ từ thôi đó. Cho cậu uống này. Để tôi khiên cậu. Phần đầu, đau. Từ từ thôi. Đau. 1, 2, 3, lên. Từ từ thôi. Chính quỹ từ của chúng ta
xuất thân cán sự tổ chức, bắt đầu từ khi làm phó chỉ huy đại đội, đã sắp xếp tài liệu. Thật là có tài. Tôi có thể nói, toàn bộ lục quân chiến khu chẳng thấy mấy ai sánh bằng anh ấy. Như chúng ta thường hay nói, một giọt nước có thể thể hiện quang vinh của cả đại dương. Giọt dầu mà lên mặt đất, anh ấy có thể kể bài học khai thác và tinh luyện dầu mỏ cho anh nghe. Nói từ Dương Tiến Hỷ đến Đại Khánh, từ Đại Khánh nói đến tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OBEC, một viên đá anh ấy có thể kể anh nghe tình cảm của một thành phố, một chi tiết anh ấy có thể phát hiện ra một sự tích sống động. Điều này anh phải học tập anh ấy. Giống như anh ấy sắp xếp tài liệu, cha của sĩ quan bị bệnh không thể về, ở đúng cương vị trong 60 ngày lần trước, là sự tích sĩ quan Dương Tiểu Bình à? Đúng vậy. Cảm động biết bao. Thật ra chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Bộ đội ngày nào cũng có, năm nào cũng có. Chính Quỷ Từ đã nhận thức lên tầm cao của đạo đức, nâng đến tầm cao của giá trị quan cốt lõi. Ai xem, phẩm chất của tài liệu đã khác hẳn rồi. Khác hẳn khi sinh cống hiến đơn thuần. Có cảm giác thời đại ngay. Nếu có thể phát triển chuyện này, không cảm động Trung Quốc cũng khó. Thật là...